Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà thuộc trục đường Hoàng Bạch Đạt thuộc phường 15 quận Tân Bình với diện tích ngang 4m2, sâu vào 13m, thiết kế một trệt một lửng và 4 lầu, có tới 6 phòng 7 vệ sinh. Trong đó chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ và anh chị có một phòng karaoke kèm với một phòng xông hơi. 7 nhà vệ sinh luôn nha, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Hướng nhà sẽ là hướng Tây Bắc, Tây Tứ Trạch và đang được giao bán với giá chỉ có 7 tỷ 550 triệu đồng thôi. Nhà xây mới hoàn toàn năm 2024, sổ hồng riêng, mặt tiền thì thiết kế hiện đại. Đấy, chạy led và trồng cây xanh, một lớp cống sắt, bên trong có cửa nhôm sinh pha. Ngang 4m2, sâu vào 13m, hẻm trước nhà rộng 5m, một xe có trục đường Hoàng Bạch Đạt thuộc phường 15 quận Tân Bình. Đấy, đường xe hơi, đường thông nha quý vị. Đường 5m thông, đường xe hơi nha mọi người. Giá 7 tỷ 550 triệu đồng, chúng ta vẫn còn thương lượng nha. Và chúng ta cùng em Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong. Một căn siêu phẩm nhà đẹp, trệt lửng 4 lầu, đúc cao 5 tấm rưỡi và đang được giao bán chỉ có 7 tỷ 550 triệu đồng thôi. Một lớp cổng sắt 4 cánh. Sau này hoàn công xong thì chúng ta sẽ đẩy cửa nhôm sinh pha sát với lớp cổng sắt nha. Trong có cửa nhôm sinh pha, bên tường bên tay phải thì có tủ giày dép. Dưới thì được ốp sàn gạch trắng gạch 80. Tường thì được ốp tấm than tre, trên chúng ta sẽ có quạt trần để led thạch cao. Xây dựng quá đẹp quá sang luôn. Trệt lửng và 4 lầu có tới 6 phòng. Rất là nhiều phòng nha anh chị. Và 7 nhà vệ sinh. Để trong đó thì có 4 phòng ngủ, một phòng karaoke, một phòng xông hơi, phòng tắm. Cầu thang sẽ được ốp đá trắng chạy đèn led. Đấy, dưới gầm cầu thang chúng ta có nhà vệ sinh. Phòng khách trong này thì tặng lại sofa, tường ốp trang trí. Đấy, rất là đẹp luôn, nhà diện tích dài. Nhà thì xây cao lầu. 7 tỷ 550 triệu đồng thôi, hẻm trước nhà hẻm xe hơi 4m 5m thông. Thuộc trục đường Hoàng Bạch Đạt, phường 15 tận quận Tân Bình. Anh chị nào thích nhà bên Tân Bình, chúng ta có thể đi xem ngay căn nhà này. Di chuyển lên phía trên tầng lửng sẽ là không gian phòng bếp nha. Cầu thang đúc rộng tầm 90, chạy đèn led, ốp đá trắng nha. Trên và phòng bếp này thì sẽ được ốp sàn gạch 1m260. Tặng bàn ăn, tặng tủ lạnh 2 cánh, máy lọc nước, tủ bếp thì sử dụng gas cửa, có cửa sổ ra phía sau. Đấy, rất là đẹp, rộng rãi, thoáng mát rồi. Giá tiền cực kỳ rẻ thôi. Chỉ có 7 tỷ 550 triệu đồng thôi nha anh chị. Anh chị cô bác nào quan tâm đến em nhà đẹp này, chứ alo ngay và luôn về tới nhà đất Bá Hưng. Xem video hãy nhớ thả like, thả tim và nhớ đăng ký kênh nhé. Di chuyển lên lầu 1 và lầu 2 sẽ là phòng ngủ số 1, 2, 3, 4. Toilet riêng mỗi phòng. Trên này thì được ốp sàn gạch da gỗ, cửa nhựa chống cháy, giường đệm 1m8, tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh Capper. Có một chút ban công ra phía ngoài, xem cửa và cửa nhôm sinh pha. Đây, nội thất đầy đủ hết rồi. Vị trí nằm ngay trục đường Hoàng Bạch Đạt, phường 15 quận Tân Bình. Đây, rất là gần với khu vực đường Cống Lở và đường Nguyễn Xí Sách nha anh chị. Gần với khu công nghiệp quận Tân Bình, gần với đường Trường Chinh. Đây, rất là đẹp rồi. Bên này sẽ là phòng ngủ số 2 này. Phòng ngủ số 2, giường nệm, tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh, cửa sổ ra phía sau. Đầy đủ hết rồi nha. Anh chị nào thích nhà nhiều phòng ngủ thì chúng ta có thể liên hệ ngay và luôn về tới bên em. Giá chỉ có hơn 7 tỷ, nhà có tới 6 phòng. Đấy. Nhà rất là nhiều phòng nha. Xây cao lầu. Mua cho thuê cũng được. Làm cán đồ dịch vụ cũng được nha. Lầu 2 này. Lầu 2 giống y với lầu 1. Phòng phía trước thì khá là rộng nha mọi người. Nội thất full hết rồi. Chị mua chỉ việc đem quần áo về ở thôi. Toilet riêng hết nha. Phòng ngủ số 4 nha mọi người. Toilet riêng giống bên dưới nha. Và lầu 3 chúng ta
ta sẽ đến với khu vực phòng karaoke, phòng xông hơi. Đây thì phòng karaoke này thì có ốp gỗ tường, tặng lại một cái bộ sofa TV to 75 inch, có máy lạnh, có toilet riêng đầy đủ. Đây. Gia đình nào muốn làm phòng ngủ cũng được, phòng xem phim cũng được. Nhà hướng Tây Bắc, Tây Tứ Trạch nha. Đấy, rất đẹp, rất rộng rãi và cao lầu nhiều phòng, to cao đẹp trai. Đây, chỉ có 7 tỷ 5 năm chục thôi. Phòng số 6 này, phòng xông hơi, phòng tắm nha. Có một cái bồn tắm này, ốp gạch hết rồi, trồng cây xanh và có khu vực xông hơi ướt, vòi sen, âm trần. Đây. Qua đỉnh luôn. Đấy, di chuyển lên trên lầu 4 sẽ là phòng thờ và sân thượng trước sau, giặt phơi đồ, trồng cây. Đây. Rất là cao lầu nhỉ, phòng thờ này, sân thượng trước cho anh chị trồng cây, sau này mới làm khung sắt đang để chờ sẵn ở đây rồi. Trên thì có bình nước, máy nước nóng, năng lượng mặt trời. Phía sau sẽ là khu vực chúng ta, khu vực giặt phơi đồ. Đây. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.